Dạ rồi, em chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay là thứ năm ngày 7 tháng 12. Thì em cũng lên một ít chim bên em cho anh em coi ha. Thì đầu tiên em lên cho anh em là ba con hú mật. Ba con hú mật 5 màu nha anh em. Dáng dốc tất cả rất là đẹp ha. Thì đó, ba con này em bán đồng giá, một con là 400.000 nha anh em, một con là 400.000 nha. Chim ăn cám cứng hót lai rai hết rồi nha anh em. Nó mấy con này em nuôi ở đây là hơn 3 tháng rồi nha anh em. Nó những con này em tính để lại em dừng lại em chơi lắm anh. Nhưng mà thời gian gần đây thì em bận quá, than em về rất là nhiều. Thành ra em muốn bán luôn, em không có dựng nữa. Nó thì ba con này em bán là 400.000 một con nha mấy anh. Nó hàng bóng bộ tất cả dứt rất là đẹp luôn. Hiện tại nó đang ăn cám Sơn Nhật Thành nha mấy anh. Cám mới của Sơn Nhật Thành, một gói cám một có 40.000 mà hai lạng á mấy anh. Thành ra em cho ăn cám của Sơn Nhật Thành, cám mới nha mấy anh. Nó nên anh em nào bắt về thì mình lưu ý điều này giúp em ha. Thì anh em cho nó ăn cám Sơn Nhật Thành hoặc là anh em đổi qua cám Lê Thành cũng được. Thì mấy cái cám này nó giống hệt cái hạt, nó rất là đẹp anh em. Nó bây giờ em quay từng con cho anh em coi ha. Và em cho nó ăn thì em thấy chim nó cũng khá tốt. Rồi ok anh em, thì bây giờ bắt em quay cho mấy anh coi. Rồi đầu tiên con số 1 đi mấy anh. Đó, con này dáng dốc rất là đẹp mấy anh. Dáng dốc hình bộ chim rất là đẹp ha. Chim rất là mỏng lông, mặt đẹp, yếm sâu mấy anh. Đó, con số 1 nha. Đó, mấy con này đây là nó hót hết rồi nha mấy anh. Hót sơ sơ hết rồi. Giờ anh em mình nuôi mình chăm chút thêm xíu nữa là chơi ok thôi. Còn đi giặt vàng thì anh em tập cho nó thêm ha. Rồi con này con số 1 nha mấy anh. Rồi tiếp tục con số 2 luôn mấy anh. Đó, con này bóng bột rất là đẹp. Cái điều nó hơi nhét hơn con số 1 xíu nha mấy anh. Đó, con này nó hơi nhét hơn xíu. Dáng dốc thần thái mấy con này thì khỏi bàn mấy anh. Tất cả đều rất là ok ha. Đó mấy anh thấy không, con này rất là đẹp luôn. Đó, con này nó vẫn còn vài chấm lông chuyền mấy anh. Đó, con này con số 2 nha mấy anh. Ăn cám hạt hết rồi nha mấy anh. Đó. Rồi tiếp tục con số 3 luôn mấy anh. Con này em tính dựng lại em chơi luôn mấy anh. Con này rất là dạng mà chim rất là đầm. Đặc biệt con này đánh rất là đẹp luôn. Lúc mà bắt bẫy ở ngoài mấy anh, con này chém cánh rất là nhiều nha. Con này chém cánh rất là nhiều luôn, chim rất là đẹp luôn mấy anh. Đó, em về đây thì em chăm nó mới đổi lại cho nó một cám Sơn Nhật Thành đó mấy anh. Thành ra chim nó mất lửa, nó chưa có căng lại ha. Anh em nằm về mình nuôi, mình cứ từ từ mình nuôi thôi. Tại chim bổi mà mấy anh chiêu nó chơi liền thì không có ha. Chim bổi thì phải qua một thời gian gọt giũa nhất định chim mới chơi được nha mấy anh. Nó tại vì phải tầm 3 tháng 4 tháng nha mấy anh. Nó những con này ở đây em nuôi nó tầm chắc cũng qua đến nay cũng tầm tháng thứ 3 rồi đó mấy anh. Tầm tháng thứ 3 rồi ha. Nó mẹ em mới vừa đổi cám hồi trước là em cho nó ăn cám Lê Thịnh mấy anh. Mà tại vì cái tụi này nó ăn nó phá cám dữ quá, ăn chịu không nổi mà. Thành ra em đổi qua cho nó ăn cám Sơn Thành thì 40.000 nó tới 2 lạng mấy anh. Nó thì cho nó ăn sẽ đỡ tốn hơn với lại cám gọt mọc nữa mấy anh. Đặc biệt là thử coi cám mới nó như thế nào nữa. Đó, rồi ok nha mấy anh. Nó em chỉ có 3 con hú mật thôi. Thì em lên cho anh em 3 con hú mật trước ha. Một con là 400.000. Rồi để em quay tiếp mấy cái dòng ở đây cho mấy anh coi ha. Rồi ok anh em, thì ở đây em còn có một ít khoen. Khoen thì trong đây trống chứ không phải còn được 4-5 con mấy anh. Trống phải còn được 4-5 con nha. Nó này em bán mão luôn mấy anh. Còn cho tầm 10 con, mười mấy con bán mão cho anh em 200.000 luôn nha. 200.000 nha anh em qua bắt trực tiếp nha. Chứ em không có còn ship, là em không có hỗ trợ ship nha anh em. Đó. Cái này anh em cứ qua bắt thoải mái, Sài Gòn cứ qua bắt thoải mái, còn mấy anh em ở tỉnh thì lưu ý chuyển khoản trước giúp em ha. Ở đây em còn tầm mười mấy con mấy anh. Nó còn tầm mười mấy con, trống phải tầm 3-4 con, 4-5 con mấy anh. Hàng rất là đẹp luôn nha, chim rất là đẹp luôn. Nó bán mão cho anh em ở đây là 200.000 nha, hết như đây nha anh em. Nó để em về lô mới mấy anh. Đó thì em còn như đây thôi. Nó bán mão cho anh em để em về lô mới. Đó, này là khoen nha mấy anh. Rồi ok mấy anh, thì để em tiếp tục quay mấy cái dòng khác cho mấy anh coi ha. Đó. Rồi ok mấy anh, đây là chè than mấy anh. Chè than thì em cũng còn khá nhiều nên anh còn ở đó bên đây. Thì em vẫn sẽ tiếp tục bán 250 một con, hai con là 450 nha mấy anh. Thì cái hàng chè than thì anh em biết rồi ha. Về anh em nuôi lại tập cám, vô cám cho nó ăn ha. Ở đâu anh em thì có tập cám sẵn dùm cho mấy anh hết rồi ha. Đó, con cám với con sâu nha anh. Đó, con cà sâu ngoài với một con cám ở trong. Thì đa phần là tụi nó cũng biết bóc cám sơ sơ hết rồi mấy anh. Về mấy anh chỉ cần tập thêm một xíu thôi. Đó đây nữa nè, đó thì về mấy anh tập cho nó thêm xíu thôi. Ở đây thì cũng có khá nhiều con nó hót sổng mấy anh, con 117 nè,
2017 cũng hót sổng nha anh. Đó con này nha. Với lại con này là nó có hót sổng nha anh. Nó có hót sổng lên rất là nhiều. Thì em để đây cho mấy anh em mình dễ chọn lựa. Đó anh em nào mình chọn con nào mẫu hót hay là chim như thế nào thì cứ nhắn cho em ha. Thì em sẽ quay em gửi clip cho mấy anh. Nó ok mấy anh. Giờ để em quay sơ sơ vài con nó đẹp đẹp cho mấy anh coi ha. Đây con 177 khá đẹp nè mấy anh. Mẫu hót nè. Nó đu đánh rất là cao ha. 177 rất là đẹp luôn em. Đó. Rồi, 43 nữa nè em. Trăm bảy mươi mốt nè. Rất là dài chim ha, 171 rất là dài chim em ha. Đây, 123 rất là cao cầu nè. 125 chứ rất là cao cầu luôn. Cánh trắng to nè. Đây, đây đây nè em. Đây con số 04 nè em. Con này rất là mỏng lông luôn nha, rất là mỏng lông chim chung chim thôi nha. Mỏng lông chung chim nha. Hàng rất là đẹp luôn. Đây nữa nè. Đó, dáng dốc rất là ok anh em ha. Đây. Dưới đây nữa nè em. Đây nữa. À và quên cái hàng 400 ngàn vẫn còn nhưng mà cái hàng chim tủy vẫn còn ha. Thì anh em nào cần chim 400 ngàn chim đẹp thì cứ nhắn cho em ha. Nó ở đây nè anh thấy không? Ở đây em tập cám cho tụi nó mà nhìn con nó cũng chết nha anh. Chết rất là nhiều, sáng giờ em chết tầm 40 con nữa anh. Nó xù gì đó anh, nó xù nó không chịu ăn cám mà nó chết thôi. Cái chuyện nuôi nó chết là chuyện quá bình thường mấy anh ha. Nhìn con chim thuộc luôn mấy anh. Nó ăn cám mà mầm luôn nhưng mà lăn ra cũng chết là chuyện hết sức bình thường đây nè. Nó anh thấy không? Em một ngày chết khá là nhiều mấy anh. Nó nó như vậy là chắc chắn là sẽ khả năng nó tử vong là tới 90% đó mấy anh. Khả năng nó chết là 90% nha. Nó tại vì cái thời tiết nó đổi đó mấy anh. Bây giờ bắt đầu nó vào mùa đông rồi, thành ra buổi tối nó rất là lạnh. Con chim nhầm con mà nó yếu, nó mới về nó bị sốc là nó chết liền thôi mấy anh. Cái chuyện đó là không tránh được mấy anh. Chim vô mùa này thì anh em mình cũng lưu ý ha. Mình chùm buổi tối mình chùm lại cho chim nó đỡ lạnh nha mấy anh. Mình đừng có chủ quan quá. Giống như là có mấy anh chủ quan chim thuộc á, mình không có chùm á. Thành ra con chim nó rất là yếu mấy anh, nó rất là dễ chết, đặc biệt là gió nữa mấy anh. Mấy anh mà treo ngoài ban công mà không có cái đồ để đậy á, gió nó lùa nhiều lúc là chết liền, sáng là chết luôn nha mấy anh. Đó nên anh em mình chơi mình cứ cẩn thận ha, cẩn thận là trên hết ha. Và mùa này thì anh em nên bổ sung cho nó một ít sâu quy á mấy anh. Một tối mình cho nó ăn thêm mấy con ít con sâu quy cho con chim nó có độ nóng á mấy anh. Có một độ nóng nhất định, mình cho ăn ít thôi nha mấy anh. Buổi tối mình bỏ vô cho nó tầm 10 con thôi, 10 con 20 con gì đó, tối sáng mình lấy ra nha mấy anh. Đó. Thì em vẫn khuyến khích mấy anh nên cho ăn cào cào nhiều ha. Cho ăn cào cào á mấy anh, thì chim nó sẽ lên rất là lẹ ha. Nó còn mấy anh muốn sung thì mấy anh cho ăn con liêu điêu nha. Chim lên lửa rất là nhanh luôn. Rồi ok mấy anh, thì cái này tổng quan là than của bên em ha. Thì anh em mà mình chốt con nào thì cứ nhắn cho em. Rồi em cũng rất cảm ơn mấy anh trong thời gian vừa qua đã ủng hộ tụi em rất là nhiều ha. Rồi cảm ơn mấy anh rất nhiều ạ.